Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, từ 61 đến 80 tuổi, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, may mắn ùn ùn kéo tới, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia. Cuộc đời như buổi chợ chiều, đời người tan hợp dập dìu mây bay, yêu thương tay nắm lấy tay, đừng vì cuộc sống đổi thay chính mình, cuộc đời quý nhất chữ tình, vui buồn vẫn sống như mình hôm nay. Dù đời luôn đổi luôn thay, giữ tâm chánh niệm thẳng ngay giữa đời, thế gian cần lắm tình người, sẻ chia nhân ái nụ cười thơ ngây, đạo đời chân lý xưa nay, chung tay bồi đắp dựng xây cuộc đời. Quý tín chủ thân mến, chắc hẳn những ai đang ngồi đây và nghe những lời này đều có một nỗi sầu khổ ẩn sâu trong nội tâm mình đúng không ạ? Chúng ta đều sinh ra với một tâm hồn thánh khiết, bước vào đời với một niềm tin mãnh liệt, để rồi bị thực tế làm thức tỉnh một cách thô bạo. Có người dành cả thanh xuân vun vén một cuộc tình, để rồi bị phản bội cả đời mang một tâm hồn vỡ nát. Có người cố gắng làm việc cật lực giúp đỡ người khác hết mình, nhưng cuối cùng lại làm ơn mắc oán, bị chính người mình giúp quay lưng hãm hại. Nguyên nhân sâu xa chỉ vì đồng tiền, lòng người thay đổi, mệnh trời khó đoán. Xét cho cùng ta cũng chỉ có thể rào trước những lời nhắc nhở vào thân tâm, tránh tối đa tổn thương trên vận trình cuộc đời trắc trở. Hiểu rõ điều này, các nhà tử vi huyền học hàng đầu phương Đông đã đưa ra những lời nhắc mệnh cho con giáp tuổi Quý Mão. Từ năm 61 đến 80 tuổi, nếu tín chủ có cơ duyên nghe được, hãy chuyên tâm lắng nghe để có thể cải biến vận mệnh của bản thân mình được thịnh vượng, như ý. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, lên voi xuống chó đủ rồi. Từ 61 đến 80 tuổi, vận số thay đen đổi đỏ, con cái hòa thuận, bệnh tật tránh xa nếu biết điều này. Đời người thật ngắn ngủi, nhớ lại vào lứa tuổi đôi mươi, chúng ta lang thang trong khuôn viên trường đại học, vui cười vô tư, và bây giờ đã hơn 40 năm trôi qua rồi. Đời người thoáng chốc đã già, hơn 40 năm trôi qua chúng ta đã trải qua một đoạn đời trai trẻ, trong một đất nước chiến tranh, rồi trực tiếp cầm súng chiến đấu tại mặt trận, hay gián tiếp chống lại kẻ thù chung, chúng ta đã trải qua những năm tháng sống nay chết mai, và cuộc sống không có tương lai. Và rồi những năm bị đày đọa cực kỳ gian khổ trong các trại tù, hay những ngày lo sợ vì đói khát chết chóc trong khi tìm cách vượt biên tìm tự do, đến được đất nước thanh bình với một thân thể đã yếu, tinh thần còn vương vấn những khổ đau trong quá khứ, và rồi phải tiếp tục đi cày để lo cuộc sống trên xứ lạ quê người. Bây giờ những năm còn lại trong cuộc đời của một người, chúng ta cần sống thanh thản, sống thoải mái, sống hạnh phúc, vì qua một ngày chúng ta đã mất một ngày. Vì vậy một ngày đến, chúng ta vui một ngày, vui một ngày rồi không biết được bao nhiêu ngày nữa. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra, vui sướng cũng do chính mình tìm lấy. Vì những niềm vui ấy vốn ẩn chứa trong những sự việc nhỏ nhặt xảy ra trong đời sống. Hạnh phúc là những gì hiện đang ở chung quanh chúng ta, trong tầm tay chúng ta. Nhà nho Nguyễn Công Trứ quan niệm: chi túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc, chi nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn. Từ 61 đến 80 tuổi Quý Mão hiểu được rằng tiền rất quan trọng trong đời sống của con người, nhưng tiền không phải là tất cả, đừng quá coi trọng đồng tiền và cũng đừng lệ thuộc vào đồng tiền. Mặc dù biết rằng nếu không có tiền thì làm sao chúng ta sống, làm sao để được thoải mái, ta vẫn biết khi ta ra đời, ta đâu có mang nó đến, và khi ra đi chúng ta cũng không mang nó theo. Đồng tiền có thể mua một lâu đài to lớn, nhưng đồng tiền không mua được máy ấm gia đình, đồng tiền giúp chúng ta mua được nhiều thứ tiện nghi trong cuộc sống. Nhưng đồng tiền không mua được sức khỏe, cũng như hạnh phúc trong đời sống, quãng đời còn lại thì quá ngắn ngủi, ta phải sống những ngày tháng cho đáng sống, ta phải làm cho cuộc đời thêm hạnh phúc. Chúng ta phải thay đổi cuộc sống khổ hạnh thời xa xưa, đừng nghĩ tới những năm tháng đói, lao động khổ cực trong các trại tù miền Bắc, hay những ngày tháng đói khát trên biển cả trong khi đi tìm tự do. Từ 61 đến 80 tuổi, Quý Mão hiểu được rằng, những gì cần ăn thì cứ ăn, cần mặc thì cứ mua sắm, muốn đi du lịch thì cứ đi, tập cho mình có nhiều đam mê, tự tìm niềm vui cho chính mình, vào trong Internet,
để gửi thư cho bạn bè, để chia sẻ một tin hay một chuyện vui, một bản nhạc, đọc những bài viết có giá trị, hay chat với người quen biết. Chúng ta cần trau dồi bộ óc để trí nhớ vẫn còn sáng suốt. Nếu có người bạn cần giúp, ta cứ mở lòng nhân ái tốt bụng với mọi người, rảnh rỗi đi làm những việc từ thiện ngoài xã hội, giúp một tay tại những nơi tôn kính như nhà chùa, nhà thờ, lấy việc giúp người làm niềm vui, đó là những thú vui trong tuổi già. Từ 61 đến 80 tuổi Quý Mão hiểu được rằng, hơn nửa đời chúng ta dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình và cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho chính mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho thanh thản, cho vui vẻ, việc gì muốn thì làm, ai nói sao thì mặc kệ, vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với mình, sống phải năng hoạt động, nhưng đừng quá mức, ăn uống quá kiêng cữ thì không đủ chất bổ dưỡng, quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu. Từ 61 đến 80 tuổi Quý Mão hiểu được rằng, cuộc sống tuổi già thật đa nguyên, đa dạng, nhiều màu sắc, nên ta cần có nhiều bạn bè, nhiều nhóm bạn bè, hoặc tham dự vào những sinh hoạt trong các hội đoàn ái hữu lành mạnh, gặp bạn nói ra những điều phiền muộn cho nhau nghe, hãy tìm cách gặp gỡ bạn bè và người thân. Vì không còn nhiều thời gian nữa, một người lớn tuổi sống cô đơn biệt lập, không đi ra ngoài, không giao thiệp với bạn hữu, thế nào cũng đi tới chỗ tự than thân trách phận, bất an, lo âu, ủ rột và tuyệt vọng, từ đó bắt nguồn của bao nhiêu căn bệnh. Đừng bao giờ nói hay nghĩ là tôi già rồi, tôi không giúp ích được gì cho ai nữa. Đừng nói những lời hay những tư tưởng có ý tuyệt vọng. Người già chỉ sảng khoái khi được có bạn tâm giao, đó là một liều thuốc bổ mà không bác sĩ nào có thể biên toa cho ta mua được. Từ 61 đến 80 tuổi Quý Mão hiểu được rằng, đừng nghĩ đến đồng tiền, đừng nghĩ đến giàu hay nghèo nữa, và cũng đừng than trách hay hối hận vì những lầm lỗi trong quá khứ. Cũng đừng tự hỏi là tại sao bây giờ ta không có nhiều tiền, đừng nói ta không có tiền, có những thứ hiện đang chung quanh ta rất quý giá, mà có nhiều tiền cũng không mua được. Đó là người phối ngẫu của chúng ta, nếu có chút ít đồng tiền, thì cứ đeo xài những gì ta cần, vì sẽ có lúc chúng ta để lại cho người khác xài. Nếu hôm nay ta còn khỏe mạnh, còn ăn được những món ta thích, và ăn biết ngon, là ta đã có một khối tài sản to lớn trong tuổi già, rồi ta tìm đến những người bạn cùng nhau uống tách trà nóng, ly cà phê buổi sáng, kể chuyện năm xưa, hay trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống hiện tại, cuối tuần hẹn nhau với người bạn đi câu cá, hưởng không khí trong lành của thiên nhiên, và cũng để cho tâm tư lắng đọng, tinh thần thanh thản, đó là những niềm vui trong cuộc sống của tuổi già. Từ 61 đến 80 tuổi Quý Mão hiểu được rằng, tứ khoái của tuổi già đó là ăn, ngủ, thể dục và du lịch, ăn được ngủ được là tiên. Ăn và ngủ đi đôi với nhau, người lớn tuổi có nhiều thì giờ nghỉ ngơi, cần có chế độ ăn uống bổ dưỡng và cung cấp đủ calo cho cơ thể. Sự luyện tập thể dục là thỏi nam châm của cuộc sống và là kim chỉ nam của tuổi thọ, đi du lịch để cho cuộc đời thoải mái, trí óc thanh thản và vui sống. Từ 61 đến 80 tuổi Quý Mão hiểu được rằng, chúng ta thường hay sống về quá khứ, hay nhớ lại chuyện xưa, sự nghiệp vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời. Hẹn nhau trong những buổi họp mặt để ta có nhiều người bạn tâm tình, kể lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, vui cười thích thú. Vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, luôn luôn yêu thương người bạn đời, gắn bó với nửa kia của mình là điều mà chúng ta mong ước. Đưa cháu đi học, đi ăn, chơi đùa cùng các cháu là thú vui của tuổi già. Ta phải làm thế nào tuổi già mà tâm không già, thế là già mà không già. Nụ cười là liều thuốc bổ quý nhất. Chúng ta cần tránh đi những sự cãi vã tranh giành hơn thua từng lời nói, hoặc những tranh chấp vô ích với bất cứ ai. Chính những lúc giận dữ cãi vã đó đã đánh mất đi những niềm vui trong cuộc sống, không thích hợp trong tuổi già của chúng ta, nhất là những người đang đau yếu. Chúng ta phải đối diện với bệnh tật một cách lạc quan, tự tin, đừng quá lo âu. Khi đã làm hết khả năng theo tầm tay có thể ra đi mà không hối tiếc, hãy để bác sĩ chăm sóc, luôn luôn giữ bình an trong tâm hồn. Từ 61 đến 80 tuổi Quý Mão hiểu được rằng, mình có thể nói là mình có hạnh phúc thật sự khi có sức khỏe tốt, chịu đi tập thể dục, có cơ hội du lịch thường xuyên, ngủ ngon, ăn uống biết kiêng cữ. Khi vào tuổi hoàng hôn, thiên đàng không phải đi đâu tìm cho xa, mà thiên đàng do ta dựng lên và chui vào đó mà hưởng hạnh phúc. Sự sung sướng và hạnh phúc trong đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn. Hoàn toàn khỏe mạnh, đó là thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao tiếp. Đạo đức khỏe mạnh là có tình yêu thương, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung. Người thích làm điều thiện sẽ sống lâu. Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong xã hội, thể hiện giá trị của mình. Đó là cách sống lành mạnh. Sinh lão bệnh tử,
là quy luật ở đời, không ai chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm, và cuối cùng cuộc đời của một người cũng chỉ là con số không to lớn. Sau đây là lời khuyên trên từng phương diện dành cho Quý Mão từ 61 đến 80 tuổi. Về công việc, đương số nếu đã về hưu, có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống an nhàn, không còn phải quá vướng bận về công việc hay mưu sinh. Đời sống thường ngày về cơ bản thuận lợi ít sóng gió. Nếu vẫn đang trong thời gian tại chức, bản mệnh có thể yên tâm tiếp tục cống hiến, làm tốt công việc và chức vụ hiện tại. Tuy nhiên bạn cần cẩn thận trong quá trình giao tiếp để không tạo ra hiểu lầm đáng tiếc, dẫn đến những tai ương không đâu. Về tiền bạc, các nguồn thu khá dồi dào và ổn định, đủ ăn đủ tiêu, đảm bảo cuộc sống cơ bản cho bản thân và gia đình. Ngay cả người về hưu cũng có nguồn thu nhập thụ động riêng, có thể hỗ trợ ngược lại cho con cháu trong nhà. Việc làm ăn có thể mở mang nhưng nên đề phòng xuất hiện cạnh tranh hoặc tác động bất lợi từ khách quan, cần tỉnh táo và tính toán thận trọng, tránh sơ suất nhất thời mà mất tiền mất của, việc chi tiêu cũng nên cân đối. Về tình duyên gia đạo, phương diện gia đạo khá bình ổn, gia đình hòa thuận trên dưới đồng lòng, bản mệnh đôi khi có phần nóng tính, nên tiết chế để gia đình luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cư xử điềm tĩnh tạo thành tấm gương cho con cháu. Về sức khỏe, tuổi tác càng cao, bản mệnh càng cần có ý thức bảo vệ sức khỏe và giữ sự an toàn cho chính mình, cần chú ý chăm sóc và điều dưỡng nhiều hơn, chăm chỉ rèn luyện thể thao, tránh xa rượu bia. Tín chủ Quý Mão đặc biệt chú ý, sau đây là những điều không nên làm và nên làm từ năm 61 đến 80 tuổi. Khi Quý Mão bước vào tuổi già, người có thể nương tựa ngày càng ít đi, người thân bạn bè có thể lần lượt rời ta đi. Người duy nhất không rời xa mỗi người chúng ta chính là vợ, là chồng và các con, nhưng cuối cùng người bạn đời cũng sẽ sớm ra đi. Người bên cạnh lúc này chỉ còn con cái, vậy mới có câu nuôi con để nhờ tuổi già. Tuy nhiên không phải vì thế mà Quý Mão dành hết tất cả những gì mình có cho con cái. Để hưởng phúc những ngày tháng tuổi già và không trở thành gánh nặng của con cái, bạn nên nói không với ba điều này. 1. Không giao tài sản cho con cái quá sớm. Khi đến những tháng cuối cùng của cuộc đời, bạn cần phải học cách để cho bản thân một đường lui, tài sản của bạn như một pháp khí để an hưởng tuổi già. Người già tuyệt đối không giao tài sản của mình cho con cái khi chưa qua đời. Nếu làm như vậy chẳng khác nào bạn chủ động cho con cái của mình một cuộc sống dễ dãi và tự đẩy mình vào thế bị động. Người khôn ngoan sẽ chỉ giao tài sản cho con cái ở thời khắc họ gần đất xa trời nhất. Điều này không chỉ tránh được rủi ro tài sản bị con cái tiêu xài phung phí, mà còn giúp bạn đủ khả năng chi trả các khoản dịch vụ hưu trí nếu con cái bất hiếu. Chỉ khi người già giữ được tài sản trong tay, con cháu mới kính nể, đặc biệt trong những gia đình đông con. Người già thường nói, hãy vì mình là nhất, cứ mãi lo cho con cái rồi chẳng còn xu nào. Thực tế trong một số gia đình giàu có, vì muốn được chia tài sản nhiều hơn, một số người con bất hiếu tranh nhau chăm sóc bố mẹ để được hưởng lợi. Song thực tế, sâu thẳm bên trong họ chẳng mong muốn báo đáp, phụng dưỡng tới như vậy. Thế nên nếu muốn có những ngày tháng tuổi già an yên, bạn chỉ nên nắm chắc tài sản của mình để có thể trang trải khi không còn khả năng lao động. 2. Không sống chung cùng con cái. Để tránh được những mâu thuẫn không thể hòa giải, sau khi về hưu nhiều người cao tuổi chủ động dọn về sống cùng con cháu, họ sẵn sàng giúp đỡ chăm sóc con cháu mong gánh vác bớt áp lực. Mặc dù ý định là tốt, nhưng việc làm này có thể đem tới kết thúc không như ý. Thực tế khoảng cách mới tạo nên cái đẹp khi hai thế hệ không chung sống dưới một mái nhà. Có thể giữ được mối quan hệ hòa thuận, tuy nhiên do sự khác nhau về tư tưởng lối sống, việc sống chung có thể gây ra những mâu thuẫn một khi mối quan hệ trở nên tồi tệ. Cha mẹ và con cái khó lòng nói chuyện và thể hiện tình cảm. Để có được tuổi già thanh thản, bạn nên cố gắng không can dự vào cuộc sống của con cái, chứ đừng nói là sống chung dưới một mái nhà. Khi một ranh giới vô hình tồn tại, đôi khi lại giúp mối quan hệ duy trì được sự hài hòa, thay vì mệt nhọc trong nhà của con cháu sau khi về hưu, chẳng những không được con cái cảm ơn, mà bạn có thể bị nghe những lời phàn nàn trách mắng. Vậy nên để giữ cho tuổi già được an nhàn, bạn chỉ nên ghé nhà con cháu chơi và giúp đỡ chúng khi cần. Thứ ba, không vì con mà vắt kiệt sức lao động tuổi già. Trong cuộc sống hiện nay, một số lượng lớn người già đã về hưu vẫn tiếp tục làm việc. Họ làm việc không mệt mỏi chỉ để kiếm thêm tiền lương để đáp ứng và hỗ trợ con cái. Cũng có một số bậc cha mẹ sau khi nghỉ hưu không những phải làm thêm những việc vặt mà còn bị khoán hết việc nhà, thậm chí không chỉ lo cho bản thân. Họ còn phải lo cho gia đình của con cái. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu mệt mỏi hơn gấp nhiều lần. Vắt kiệt sức lao động của người già sau khi về hưu là vô cùng phi lý. Đối với người già không phải là kiếm thêm được bao nhiêu tiền để trợ cấp con cái,
cũng không phải giúp con làm việc nhà mỗi ngày. Điều quan trọng là chăm sóc cơ thể của chính mình thật tốt. Bởi một khi mất đi sức khỏe, không chỉ bản thân mệt mỏi, mà bạn còn trở thành gánh nặng đối với con cái. Thay vì dành thời gian cho những thứ làm cơ thể suy kiệt, người cao tuổi nên tập thể dục và chăm sóc sức khỏe. Vì một khi người già mất sức khỏe, thì dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ chi trả cho việc chữa bệnh. Khi cơ thể của chúng ta ngày càng yếu đi, không có nghĩa là chúng ta không thể có được hạnh phúc. Chỉ cần sắp xếp cuộc sống hưu trí có kế hoạch, chúng ta vẫn có được những ngày tháng tuổi già an nhàn. Còn bây giờ là những việc Quý Mão nên làm ở độ tuổi từ 61 đến 80 tuổi. Thứ nhất, đảm bảo sức khỏe. Khi có một chế độ ăn uống hợp lý, vận động cơ thể thích hợp và luôn giữ được thái độ lạc quan trong cuộc sống, chắc chắn sẽ sống thọ, sống khỏe mạnh, sống có ích đối với đời và cho con cháu. Để làm được điều này cần chú ý một số vấn đề trọng yếu sau đây. 1. Đảm bảo chế độ ăn uống hợp lý. Bạn nên ăn uống đa dạng và thay đổi các loại thực phẩm mỗi ngày, bởi vì không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Chỉ có ăn nhiều hay ít mà thôi, cho nên ăn uống càng đa dạng càng tốt, sẽ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. 2. Đảm bảo giấc ngủ ngon. Để có những giấc ngủ ngon, nên tạo ra một không gian tình cảm ổn định, thoải mái, vui vẻ, thỏa mãn về tinh thần, tránh mọi sự kích thích như lo lắng, buồn phiền, căng thẳng, tránh hút thuốc lá, uống cà phê, trà đặc. Sau 16 giờ, hãy đi ngủ đúng giờ và ngủ đủ thời gian, phòng ngủ yên tĩnh, thoáng đủ ấm và ánh sáng phù hợp, tránh gió lùa về mùa đông. Có thể sử dụng một số thức ăn đồ uống giúp đến chủ dễ đi vào giấc ngủ như canh hoa thiên lý, nước ép cà chua trộn mật ong, trà tâm sen, hạt thảo tuyết minh. Ở tuổi này thời gian ngủ mỗi ngày khoảng 5 tới 6 giờ, đặc biệt chú ý là không nên lạm dụng thuốc ngủ. 3. Tập luyện thể dục thể thao phù hợp với sức khỏe. Luyện tập thể thao nhẹ nhàng giúp lưu thông và điều hòa các mạch máu trong cơ thể, hạn chế sự lắng đọng các chất cholesterol ở thành mạch máu là nguyên nhân chính gây ra xơ vữa mạch máu và những bệnh về tim mạch. Sự vận động còn giúp cơ thể sử dụng hết năng lượng dư thừa, đổi mới, trẻ hóa tổ chức và phòng chống bệnh loãng xương, làm cho đầu óc thư thái tỉnh táo, làm chậm quá trình tiến triển tới bệnh giảm trí nhớ, teo cơ, thoái hóa khớp. Chế độ luyện tập vận động cần phù hợp theo khả năng bạn, không nên gắng sức thái quá. Các động tác thể dục và vận động có thể thực hiện là đi bộ, tập thái cực quyền, các động tác thể dục thể thao nhẹ nhàng, tốt nhất là những bài tập khí công, tập thư giãn và tập thở bụng. 4. Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ. Dễ mắc một số bệnh như thiểu năng mạch vành, tăng huyết áp, thoái hóa khớp, loãng xương, đục thủy tinh thể, là nguy cơ của đột quỵ, nhồi máu cơ tim, gãy xương, mù lòa. Vì vậy cần phải có những kiểm tra sức khỏe toàn diện nhằm phát hiện và điều trị sớm khi bệnh còn nhẹ để hạn chế biến chứng, tai biến có thể xảy ra. Mỗi năm bạn nên đi khám sức khỏe định kỳ 2 lần. Việc thứ hai nên làm là duy trì kết nối bạn bè. Sau khi nghỉ hưu, vòng tròn quan hệ xã hội và bạn bè cũng dần thu hẹp lại. Nếu chỉ quẩn quanh trong nhà và tập trung vào việc trông nom các cháu, làm việc nhà thì tín chủ sẽ rất cô đơn. Thực tế nhiều tín chủ rất sợ sự cô độc và neo đơn. Không chỉ vậy, nỗi cô đơn còn là mối hiểm họa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, huyết áp, béo phì, trầm cảm. Ngoài ra thiếu vắng bạn bè có thể làm cho tín chủ mắc chứng lo lắng và căng thẳng thường trực, làm chất lượng giấc ngủ kém đi, cũng như hình thành các thói quen có hại cho sức khỏe như hút thuốc, uống rượu bia. Để ngăn chặn những nguy cơ bệnh tật kể trên, cần duy trì kết nối bạn bè bằng nhiều cách, đơn giản là tham gia câu lạc bộ, hoạt động thiện nguyện, du lịch cùng bạn bè để vừa vận động thể chất, chiêm ngưỡng cảnh đẹp, vừa gặp gỡ bạn bè. Ngoài ra sử dụng mạng xã hội cũng giúp người lớn tuổi giữ liên lạc với người thân và bạn bè. Nhờ vậy tín chủ sẽ tìm được nhiều niềm vui, đồng thời cải thiện sức khỏe thể chất đáng kể. Thật phúc phần cho tín chủ nào đang nghe tới đây. Sau đây là lời nhắc mệnh dành cho tín chủ. Phật gia có ngũ giới, tức là năm điều ngăn cấm, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là những điều cơ bản làm người, cũng là những việc làm tích âm đức rất hiệu quả. Sở dĩ Đức Phật đặt ra năm giới vì Ngài mong muốn cho người Phật tử tại gia hưởng được quả báo tốt đẹp. Bạn có biết vì sao cửa nhà Phật cấm rượu, không sát sinh để nhận phúc báo trường thọ, không trộm cắp để nhận phúc báo đại phú, đại quý, không tà dâm để bảo vệ sự công bình, bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình và gia đình người, không nói dối để nhận lại sự tôn kính của mọi người, không uống rượu để luôn giữ được sự minh mẫn và thông tuệ. Cho nên tu ngũ thiện, tức là năm điều thiện, thì mới có thể được phúc báo, trường thọ, an khang, giàu có, gia đình và sự nghiệp viên mãn.
Nếu trong năm dài tháng rộng của cuộc đời, bạn có thể dùng ngũ giới để tu thân, tương lai chắc chắn sẽ nhận lại quả ngọt xứng đáng. Khi hành thiện tích đức đủ nhiều, quả báo cũng tăng lên theo đó, bởi vì tích đủ thiện mới có thể biến thành âm đức, phúc báo che chở cho con cháu nhiều đời sau. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.